Ấy gọi là hành bát nhã ba la mật. Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nghĩ rằng không có bát nhã ba la mật, không có người bát nhã ba la mật, không có người hành bát nhã ba la mật, được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều như như pháp tánh thật tế thường trú. Hành như vậy gọi là Bồ Tát hành bát nhã ba la mật. Luận. Trên kia A Nan hỏi về đấu tranh, Phật đáp về đồng học thanh tịnh. Này Tu Bồ Đề hỏi Phật những pháp bình đẳng về đồng tâm sâu xa là học xứ của Bồ Tát. Phật đáp nội không cho đến tự tướng không là pháp bình đẳng của Bồ Tát. Có hai đẳng nhẫn ở cuối phẩm trên nói về chúng sinh đẳng nhẫn. Ở phẩm này nói về pháp đẳng nhẫn. Như chiếc cân hai đầu đứng ngang nhau, như vậy nội không vân vân là bình đẳng giữa các pháp. Như pháp bên trong thân mỗi mỗi sai biệt, nếu được nội không, thời đều bình đẳng không hai. Cho đến tự tướng không, thời hết thảy pháp tướng đều tự không. Khi ấy thời tâm bình đẳng, Bồ Tát trú trong bình đẳng ấy đều được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề hỏi, vì sắc diệt tận hay vì học nhất thiết trí nên quán sắc vô thường, niệm niệm diệt không an trụ. Nếu tu được quán ấy, thời tâm lìa sắc nên các phiền não diệt. Phiền não diệt nên được pháp vô sinh. Tu Bồ Đề hỏi, học như vậy là học nhất thiết trí chăng? Phật hỏi, ngược lại Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Sắc như vân vân và Như Lai như, như ấy bị tận diệt đoạn chăng? Tu Bồ Đề thưa, không. Như ấy từ trước tới nay không nhóm, không hòa hợp, làm sao có tận? Giờ này chẳng sinh, làm sao có diệt? Pháp ấy vốn hư dối, không có định tướng, làm sao có thể đoạn? Tu Bồ Đề, Bồ Tát học như được như vậy là học nhất thiết trí. Như ấy thường không thể chứng, không thể diệt, không thể đoạn, tận ly đoạn là vì trừ điên đảo cho nên tu hành chẳng phải rốt ráo. Ở trong này nói việc rốt ráo được Phật khen ngợi học như vậy, tuy không cố hữu định vì một pháp mà học nhất thiết trí. Nếu học nhất thiết trí tức là học sáu ba la mật. Nếu học được sáu ba la mật là cùng tận bờ mé các pháp học. Nếu tận cùng bờ mé các pháp học, thời người ấy đầy đủ vô lượng phước đức và trí tuệ, ma hoặc ma dân không thể hàng phục. Học cách chính đáng như vậy, đi thẳng đến địa vị chẳng thoái chuyển. Học như vậy là học đạo sở hành của Phật. Học như vậy là được mười phương chư Phật và Đại Bồ Tát, chư Thiên và người lành thủ hộ. Học được như vậy, người ấy không có tà kiến, tâm không vướng mắc gì. Đối với chúng sinh khởi tâm đại từ đại bi. Vì đại từ đại bi nên có thể giáo hóa chúng sinh, tâm chúng sinh thanh tịnh nên cõi Phật thanh tịnh. Cõi Phật thanh tịnh rồi được Phật đạo truyền Pháp Luân ba lần, truyền 12 hành tướng. Dùng Pháp ba thừa độ vô lượng chúng sinh, vì dùng Pháp đại thừa độ chúng sinh nên không dứt giống Phật. Không dứt giống Phật nên thường mở cửa Pháp cam lồ giữa thế gian, thường chỉ bày cho chúng sinh tính vô vi. Tính vô vi là như như Pháp tánh thật tế Niết Bàn. Cam lồ là tính vô vi, cửa là ba cửa giải thoát. Kẻ hạ liệt là kẻ biếng nhác buông lung, không ưa Phật pháp, không nhất tâm hành đạo, làm tội phước hỗn tạp. Những người như vậy không thể học pháp vô vi. Vì sao? Vì kẻ hạ liệt nghĩ rằng thân ta và quyến thuộc ta nên bảo hộ. Các chúng sinh khác can dự gì việc ta mà ta đem đầu mắt tủy não cho họ để họ được vui? Hết thảy mọi người đều dùng phương tiện tìm vui, sao ta lại bỏ vui tìm khổ? Hoặc sinh tà kiến nghĩ rằng chúng sanh vô lượng vô biên độ không thể hết. Nếu có thể độ hết, tức là có lượng có biên, một Đức Phật có thể độ hết. Hoặc nghĩ rằng Phật nói hết thảy pháp không, không sinh không diệt, vậy ta còn độ cái gì? Cầu Phật đạo hay câu không cầu Phật đạo đều đồng như huyễn mộng. Người hạ liệt nghĩ như vậy, do vì tà kiến tham dục nên không thể học đại pháp này. Hoặc có khi đại nhân xuất thế, chủ lượng suy nghĩ thực tướng các pháp là chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên, chẳng phải có, chẳng phải không. Hành đạo như vậy có thể phá tà kiến điên đảo xong trở lại bỏ đạo ấy, đi thẳng vào pháp tánh và thường an trú trong pháp tánh thanh tịnh ấy. Vì chúng sinh không không biết việc ấy nên sinh tâm đại bi. Vậy sau tu tập các công đức sáu ba la mật, thần thông trí tuệ giải thoát vô ngại, được vô thượng chánh đẳng chánh giác, dùng các môn phương tiện rộng độ chúng sinh, hạng người như vậy thật hiếm có. Hỏi, như trước nói chúng sinh vô lượng vô biên, lại nói chúng sinh không, vậy còn độ cái gì, làm sao có thể độ? Đáp, đó là lời nói của người hạ liệt, đâu đủ lấy đó làm chứng. Lại nữa, trước đã nói lý do vì tà kiến tham dục,
Nên người hạ liệt nghĩ rằng chúng sinh có biên không biên, hết thảy pháp không, không có gì của chính nó, và nghĩ rằng hết thảy pháp thường thật đó đều nhiếp thuộc vào 62 tà kiến. Bậc đại nhân không có ham muốn suy nghĩ chủ lượng để các tội lỗi như vậy, an trú trong pháp tính sinh tâm đại bi. Thí như người lớn chỉ đem tâm bố thí, thí tài vật cho người khác mà không lấy giá cả, còn người tham dục tìm có lý do mới bố thí. Người tà kiến dựa vào chấp kiến có biên không biên, nên không có việc gì không có lợi mà làm. Thí như tiểu nhân buôn bán giữa chợ, cầu có lợi mới trao cho. Lại, đại nhân Bồ Tát không có cầu mong gì, vẫn có thể đem đầu mắt thí cho chúng sanh, được quả báo gì cũng thí luôn. Tâm không nương tựa vào một pháp nào mà vẫn tập hợp được các công đức, thế nên Phật dạy, muốn kéo chúng sinh ra khỏi dòng sinh tử chìm đắm, hãy nên học như vậy. Lại nữa, Bồ Tát học như vậy, thường có tâm từ bi thương xót, không não hại chúng sinh, nên không đọa địa ngục, thường quán thật tướng của các pháp nhân duyên sinh, không sinh ngu si nên không đọa súc sinh, thường tu bố thí diệt tâm sang tham nên không sinh vào ngạ quỷ. Đối với 12 bộ kinh, 84.000 pháp tụ của Phật dạy, thường không lẫn tiếc nên không sinh nơi biên địa, thường cúng dường bậc thiện nhân tôn trưởng, bỏ tiếng kêu mạ nên không sinh vào nhà hạ tiện trên Đà La, vì tâm thâm tâm yêu mến chúng sinh, làm đủ hạnh lợi ích nên thọ thân hoàn mỹ, lấy thiện pháp giáo hóa chúng sanh nên quyến thuộc thành tựu, chọn không bị mồ côi nghèo cùng, vì ưa vui sâu xa thí ba la mật nên không làm 10 điều ác và sống tà mạo, vì không có tâm chấp ngã chỉ vì lợi ích chúng sinh, không tự vì thân mình nên không thâu nhiếp kẻ ác và người phá giới. Người ác là người có tâm ác, người phá giới là người có thân và miệng ác, lại ý làm ba việc chẳng lành gọi là người ác, thân và miệng làm bảy việc chẳng lành gọi là phá giới. Lại, Bồ Tát nếu ở nhà thu nhiếp người ác gọi là người ác, xuất gia thu nhiếp người ác gọi là phá giới. Hỏi, Bồ Tát vì độ người ác nên xuất hiện ở đời, thí như lương y chữa các bệnh tật, cớ sao không thâu nhiếp người ác? Đáp, người ác, người phá giới có hai hạng, hạng có thể hóa cải, hạng không thể cải hóa. Trong đề nói hạng không thể cải hóa, nếu thâu nhiếp họ ở chung, thầy tự hoại đạo mình mà đối với họ vô ích. Thí như cứu kẻ bị chìm, tự mình không nổi được, mà muốn cứu kẻ kia, thầy cả hai đều chết, thế nên nói nên xa lìa người ác. Vì cõi dục nhiều ác, sinh tâm thương xót nên sinh cõi dục. Tùy hành thiền tâm điều hòa mềm dịu, do có sức phương tiện nên khi mệnh chung không sinh theo thiền. Như trong kinh giọng nói Tu Bồ Đề, Bồ Tát học như vậy, đối với các pháp tâm được thanh tịnh, nghĩa là sạch tâm thanh văn bích chi Phật. Thanh tịnh nghĩa là lìa bỏ, rốt ráo không, không có gì. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, nếu hết thảy pháp từ trước lại đây vốn không, vốn thanh tịnh, tại sao nói Bồ Tát học như vậy được tâm thanh tịnh đối với hết thảy các pháp? Phật chấp thuận lời Tu Bồ Đề và nói nhân duyên rằng, nếu Bồ Tát biết hết thảy pháp từ trước lại đây vốn không thanh tịnh, đối với trong đó tâm không biến mất, không tử khước, không biến mất tức là không nghi ngờ, không sinh tà kiến, thông suốt, không chống trái với không ấy gọi là bát nhã ba la mật. Hàng phàm phu không nhiếp, không thấy pháp thanh tịnh như vậy, vì hạng người ấy nên Bồ Tát tu 6 ba la mật và các pháp trợ đạo. Pháp của Bồ Tát là phải giáo hóa chúng sinh, ấy gọi là Bồ Tát được thanh tịnh đối với hết thảy pháp, nghĩa là bỏ cái điên đảo của ba cõi, vượt quá địa vị thanh văn bích chi Phật, được được trí tuệ thanh tịnh đối với hết thảy pháp. Được công đức ấy nên có thể biết khắp về nghiệp nhân duyên và tâm tâm số pháp, biết tâm hành khởi lên của chúng sinh trong ba đời mười phương, biết rồi theo sự thích hợp với họ nói pháp khai hóa họ. Những việc lợi ích như vậy đều do học bát nhã nên có được, thế nên nói cùng tận bờ mé các sự học. Ít có người học được như vậy, người học như vậy khó có được. Phật muốn làm cho nghĩa ấy rõ ràng nên nói thí dụ vàng bạc và tạo nghiệp làm chuyển luân thánh vương. Lại nữa, Bồ Tát khi học bát nhã không sinh tâm sàn tham. Không sinh tâm sàn tham là Bồ Tát học bát nhã nên ức chế các phiền não. Phiền não tuy chưa sạch hết nhưng không thể làm chi được, nên nói là chẳng sinh. Bồ Tát học bát nhã biết tướng hết thảy pháp đều hư dối không thật, nên không chấp thủ tướng sắc cho đến tướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì không muốn bị rơi vào tà kiến chấp cố chấp không, nên đi thẳng trung đạo tập hành Bồ Tát. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, Bồ Tát tu bát nhã đối với hết thảy pháp, không có sở đắc.
vì không có sở đắc nên không có tướng pháp khả thủ là lành hoặc chẳng lành. Bồ Tát nếu học như vậy là tổng nhiếp hết các ba la mật, thí ba la mật vân vân, không để bát nhã ba la mật kia đều được tăng trưởng, để các tà kiến tham đắm. Phật muốn làm cho nghĩa ấy rõ ràng nên nói thí dụ như ngã kiến và mạng căn đã hết. Hỏi: ngã kiến và các kiến đều có tướng riêng, cớ sao các kiến lại nhiếp vào trong ngã kiến? Đáp: tuy có tướng riêng mà ngã kiến là gốc. Người ta vì vô minh nên trong năm uẩn trống rỗng sinh ra ngã kiến. Vì sinh ngã kiến nên nói thân này sau khi chết như đi từ đây đến kia, hoặc không như đi từ đây đến kia. Nếu như đi từ đây đến kia tức là thường kiến, nếu không như đi từ đây đến kia tức là đoạn kiến. Nếu cho là đoạn diệt, lo thụ hưởng cái vui say đắm năm dục đời nay, lấy ác pháp cho là tối ưu, thời sinh kiến thủ. Nếu bảo thường mà xuất gia học đạo giữ giới khổ hạnh, thời sinh giới cấm thủ, hoặc thấy thường đoạn đều có lỗi, bèn nói không có nhân duyên quả báo, thời sinh tà kiến. Từ trong năm kiến ấy chấp thế gian hoặc thường hoặc vô thường, hoặc hữu biên hoặc vô biên, vân vân, sinh ra 57 chấp kiến. Thế nên nói thân kiến, ngã kiến, thu nhiếp 62 kiến, không có lỗi. Do các nhân duyên và thí dụ như vậy, nên biết bát nhã ba la mật là tối đệ nhất trong các pháp. Vì bát nhã ba la mật tối đệ nhất trong các pháp, nên Bồ Tát học bát nhã là người đệ nhất giữa chúng sinh. Phật muốn lấy việc ấy thiện hóa chúng sinh, nên nói thí dụ: Tu Bồ Đà, ý ông nghĩ sao? Chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới nhiều chăng? Như vậy cho đến Bồ Tát học bát nhã như vậy, nên biết đó là bậc chẳng thoái chuyển, xa lìa nhị thừa, gần gũi Phật thừa. Lại nữa, Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nghĩ rằng bát nhã ba la mật là khai thị tướng bát nhã ba la mật, hoặc có hoặc không, vân vân, nếu thấy có bát nhã, đường bát nhã là chấp trước bát nhã, ta nhờ bát nhã ba la mật được trí nhất thiết chủng, biết năm uẩn hòa hợp giả gọi là Bồ Tát. Bồ Tát theo tên gọi giả, chấp cho là ngã, cho đó là bát nhã có làm. Bát nhã là không có tướng được, không có tướng chấp trước, mà người ấy bảo có tướng bát nhã để nhất nghĩa. Người ấy theo tên gọi giả mà sinh ngã tâm. Bát nhã tướng không có làm, mà người ấy muốn dùng bát nhã tạo tác, cho rằng ta dùng bát nhã mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế nên Phật dạy, người nghĩ như vậy không gọi là tu bát nhã. Nếu không nghĩ như vậy, thời gọi là tu bát nhã. Hỏi: nghĩ như vậy, không nghĩ như vậy, việc đã rồi, cớ sao còn nói lần thứ ba? Đáp: hầu hết chỉ là tướng tà hạnh. Đầu hết chỉ là tướng tà hạnh, thứ hai là ngăn tà hạnh, nhưng chưa nói tướng chánh hạnh, thế nên thứ ba nói tướng chánh hạnh. Lại nữa, đầu là tầm chấp trước thủ tướng, thứ hai là phá tướng chấp trước ấy mà không nói thế nào là tướng các pháp, thứ ba là phá chấp trước tà và nói thật tướng. Bồ Tát nghĩ rằng nếu hết thảy chỗ không hiện bày tướng bát nhã ba la mật, cũng không sinh ngã tâm rằng ta dùng bát nhã ba la mật có công việc làm, chỉ biết hết thảy pháp thường trú trong như pháp tánh thực tế không tranh cãi. Thế nên nói lần thứ ba không có lỗi. Hết cuốn 77 theo bản Hán. Cuốn 78 giải thích phẩm tịnh nguyện thứ 64, kinh Ma Ha Bát Nhã ghi phẩm nguyện lạc tùy hỷ, kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2 phẩm vô phân biệt thứ 63. Kinh: bấy giờ trời đế thích nghĩ rằng khi Bồ Tát tu bát nhã ba la mật, thiền ba la mật, tấn ba la mật, nhẫn ba la mật, giới ba la mật, thí ba la mật, cho đến 18 pháp không chung là đã vượt lên trên hết thảy chúng sinh, huống gì khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các chúng sinh nghe nhất thiết trí mà tin, còn được thiện lợi, được sống lâu hơn giữa loài người, huống gì phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, các chúng sinh khác hãy nên tùy nguyện vui mừng. Khi ấy trời đế thích lấy hoa mạn đà la cõi trời giải lên trên Phật, cất tiếng nói rằng: do phước đức này, nếu có người cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời khiến người ấy đầy đủ Phật pháp, đầy đủ trí nhất thiết chủng, đầy đủ pháp tự nhiên. Nếu người cầu thanh văn, khiến người ấy đầy đủ pháp thanh văn. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có Bồ Tát phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn chọn không bao giờ sinh một niệm làm cho họ thối chuyển, cũng không sinh một niệm làm cho họ chuyển trở lại địa vị thanh văn bích chi Phật. Bạch Thế Tôn, con nguyện các Bồ Tát càng tinh tấn gấp bội đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thấy các chúng sinh chịu khổ não trong đường sinh tử, muốn làm lợi ích an vui cho hết thảy thế gian, trời người Atula đem tâm ấy nguyện rằng: con đã tự độ cũng sẽ độ người chưa được độ, con đã giải thoát cũng sẽ giải thoát cho người chưa được giải thoát,
Con đã an ổn cũng sẽ an ổn cho người chưa được an ổn. Con đã diệt độ cũng sẽ diệt, cũng sẽ khiến người chưa được diệt độ được diệt độ. Bạch Thế Tôn, kẻ thiện nam, người thiện nữ, sinh tâm tùy hỷ đối với công đức của vị Bồ Tát mới phát tâm được bao nhiêu phước đức, sinh tâm tùy hỷ đối với công đức của vị Bồ Tát đã phát tâm lâu ngày được bao nhiêu phước đức, sinh tâm tùy hỷ đối với công đức của vị Bồ Tát chẳng thối chuyển được bao nhiêu phước đức, sinh tâm tùy hỷ đối với công đức của vị Bồ Tát còn một đời bổ xứ làm Phật được bao nhiêu phước đức. Phật bảo Trải Đế Thích: Kiều Thi Ca, thế giới trong bốn châu thiên hạ có thể cân lường biết được, còn phước đức của tâm tùy hỷ ấy không thể cân lường. Này Kiều Thi Ca, 3.000 đại thiên thế giới đều có thể cân lường biết được, còn phước đức của tâm tùy hỷ ấy không thể cân lường. Này Kiều Thi Ca, trong 3.000 đại thiên thế giới đầy nước biển, lấy một sợi tóc chè làm 100 phần, lấy một phần sợi tóc chấm lấy nước biển có thể đếm biết số giọt nước bao nhiêu, còn phước đức của tâm tùy hỷ ấy không thể đếm biết được. Trời Đế Thích bạch Phật rằng: Nếu có chúng sinh không tùy hỷ với vô thượng chánh đẳng chánh giác, họ đều là quyến thuộc của ma. Các kẻ tâm không tùy hỷ ấy từ trong ma sinh đến. Vì sao? Vì các Bồ Tát phát tâm tùy hỷ sinh ra để phá cảnh giới ma, thế nên muốn ái kính Tam Bảo nên sinh tâm tùy hỷ. Tùy hỷ rồi nên hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác vì không một không hai tướng. Phật dạy: Như vậy, như vậy, Kiều Thi Ca, nếu có người đối với Bồ Tát tùy hỷ và hồi hướng được như vậy, thầy thường được gặp Phật, chọn không thấy sắc tướng dữ, chọn không nghe âm thanh dữ, chọn không ngửi mùi hương dữ, chọn không ăn vị dữ, chọn không chạm vật dữ, chọn không theo niệm dữ, chọn không xa lìa Phật. Từ một cõi Phật đi đến một cõi Phật, thân cận chư Phật, gieo trồng căn lành. Vì sao? Vì kẻ thiện nam, người thiện nữ, vì tùy hỷ và hồi hướng với các thiện căn của vô thượng, của vô lượng vô số vị Bồ Tát mới phát tâm, vì thiện căn vô lượng vô số vị Bồ Tát ở đệ nhị địa, đệ tam địa cho đến đệ thập địa và Bồ Tát còn một đời bổ xứ làm Phật mà tùy hỷ và hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do nhân duyên của thiện căn ấy nên chóng gần vô thượng chánh đẳng chánh giác, Bồ Tát ấy được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi độ vô lượng vô biên vô số chúng sinh. Này Kiều Thi Ca, do nhân duyên ấy nên kẻ thiện nam, người thiện nữ đối với thiện căn của Bồ Tát mới phát tâm nên tùy hỷ và hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng phải tâm, chẳng phải lìa tâm. Đối với thiện căn của Bồ Tát đã lâu, Bồ Tát chẳng thối chuyển và Bồ Tát còn một đời bổ xứ làm Phật nên tùy hỷ và hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng phải tâm, chẳng phải lìa tâm. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tâm ấy như huyễn, làm sao có được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật bảo Tu Bồ Đề: Ý ông nghĩ sao? Ông thấy tâm ấy như huyễn chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, con không thấy huyễn, cũng không thấy tâm như huyễn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu không có huyễn, không có tâm như huyễn, vậy ông thấy tâm ấy chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Lìa huyễn, lìa tâm như huyễn, ông thấy lại có pháp khác được vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, con không thấy lìa huyễn, lìa tâm như huyễn lại có pháp khác được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con không thấy lại có pháp có thể nói hoặc có hoặc không. Vì tướng pháp ấy rốt ráo lìa, nên không rơi vào có, không rơi vào không. Nếu pháp rốt ráo lìa, thầy không được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không có pháp gì cả, cũng không thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì hết thảy pháp không có gì của chính nó, trong ấy không nhơ không sạch. Vì thế nên Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo lìa, Thiền Ba La Mật, Tấn Ba La Mật, Nhẫn Ba La Mật, Giới Ba La Mật, Thí Ba La Mật rốt ráo lìa tướng, cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác rốt ráo lìa. Nếu pháp rốt ráo lìa, thầy không thể tu, không thể họa, từ Bát Nhã Ba La Mật cũng không có pháp có thể thủ đắc vì rốt ráo lìa. Bạch Thế Tôn, nếu Bát Nhã rốt ráo lìa, làm sao nhân Bát Nhã được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng rốt ráo lìa, trong hai lìa làm sao có sở đắc? Phật bảo Tu Bồ Đề: Lành thay, lành thay, Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo lìa, Thiền Ba La Mật, Tấn Ba La Mật, Nhẫn Ba La Mật, Giới Ba La Mật, Thí Ba La Mật rốt ráo lìa, cho đến trí nhất thiết trùng rốt ráo lìa. Này Tu Bồ Đề, nếu Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo lìa, cho đến trí nhất thiết trùng rốt ráo lìa, do vậy nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, nếu Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải rốt ráo lìa, cho đến trí nhất thiết trùng chẳng phải rốt ráo lìa ấy không gọi là Bát Nhã Ba La Mật, chẳng phải rốt ráo lìa, cho đến trí nhất thiết trùng chẳng phải rốt ráo lìa ấy không gọi là Bát Nhã Ba La Mật, không gọi là Thiền Ba La Mật, cho đến trí nhất thiết trùng. Này Tu Bồ Đề, nếu Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo lìa, cho đến trí nhất thiết trùng rốt ráo lìa,
Do vậy nên chẳng phải nhân Bát Nhã Ba La Mật được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cũng không vì lìa được lìa mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng chẳng phải nhân Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ý nghĩa sở hành của Bồ Tát rất sâu. Phật dạy: Như vậy, ý nghĩa sở hành của Bồ Tát rất sâu. Bồ Tát làm được việc khó làm, đó là nghĩa sở hành ấy rất sâu.